Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các em học bài đầu tiên, bài 1 mệnh đề. Trong chương số 1 là mệnh đề và tập hợp. Trong bài số 1 này các em cần phải nắm một số khái niệm như là mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo của nó. Chúng ta nắm mệnh đề tương đương, chúng ta cần phải biết được đâu là điều kiện cần, đâu là điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. Và các em học hai ký hiệu, đó là ký hiệu với mọi và ký hiệu tồn tại, để chúng ta biết cách phát biểu theo ký hiệu cho nó vắn tắt hơn. Ở đây có 3 câu. Thứ nhất là có bao nhiêu con vật xuất hiện trong hình vẽ. Sau khi quan sát, bạn An và bạn Khoa đưa ra hai câu phát biểu. Bạn An phát biểu là có 5 con vật xuất hiện trong hình vẽ. Còn bạn Khoa là có 6 con vật xuất hiện trong hình vẽ. Các em quan sát thử trong cái hình vẽ này có bao nhiêu con vật nhé. Các em quan sát thì các em đã biết được bao nhiêu con vật xuất hiện trong hình vẽ. Thì chúng ta vào phần 1 nhỏ là mệnh đề chữ biến. A mệnh đề. Trong tình huống ở câu mở đầu thì câu nào đúng, câu nào sai, câu nào không xác định được tính đúng sai của nó. Thì bây giờ mình qua mình kiểm tra xem ai đúng ai sai. Chúng ta đếm cái con vật trong hình vẽ. Đầu tiên là con voi đúng không? Là con số 1. Thứ hai là con khỉ hay đười ươi này, số 2 này, màu trắng này. Thứ ba là con ngựa này. À, thứ tư đây là thầy nghĩ là con chó này. Thứ năm á là màu trắng này là con mèo này. Và con nhỏ nhỏ trong cuối cùng này, là con chuột này. Vậy là cái phát biểu của bạn Khoa là có 6 con vật xuất hiện trong hình vẽ. Nghĩ đây là một câu phát biểu đúng, là một câu khẳng định đúng. Còn An có 5 con vật xuất hiện trong hình vẽ, đây là một câu khẳng định sai. Đúng không? Đây là một câu khẳng định sai. Còn cái câu hỏi này này, có bao nhiêu con vật xuất hiện trong hình vẽ? Đây là một câu hỏi không thể nào xác định được tính đúng sai của nó. Do đó, đây không phải là mệnh đề. Còn An và Kho đưa ra hai câu phát biểu, hai câu khẳng định nha. Đây là hai cái mệnh đề. Mệnh đề của bạn Khoa phát biểu là đúng, còn mệnh đề của bạn An là mệnh đề sai. Vậy là mệnh đề là những cái phát biểu có tính đúng hoặc là sai, không thể nào vừa đúng và vừa sai, cũng không thể nào mà không xác định được tính đúng sai thì cũng không phải là mệnh đề. Vậy là những câu của An và Khoa là những câu khẳng định có tính đúng hoặc là sai. Thì người ta gọi là mỗi câu như vậy là một mệnh đề, gọi tắt là mệnh đề. Và những câu không xác định được tính đúng sai á, thì không phải là mệnh đề. Ví dụ như câu hỏi, câu cảm thán. Đây, một số cái câu mà không xác định được tính đúng sai, đó là câu nghi vấn, đó là những câu hỏi. Hoặc là câu cảm thán, chấm than này. Hoặc là câu cầu khiến thì không phải là mệnh đề. Được chưa nào? Và chú ý các em dùng những ký hiệu B, Q, R, M, N, v.v. để chúng ta đặt tên cho mệnh đề hoặc là dùng biểu thị cho mệnh đề. Ví dụ như mệnh đề B là bạn An nói là có 5 con vật xuất hiện trong hình vẽ. Hoặc là mệnh đề Q là mệnh đề là có 6 con vật xuất hiện trong hình vẽ. Đấy. Chúng ta xét ví dụ số 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề. Câu A. Phương trình 3x bình phương trừ 5x cộng 2 bằng 0 có nghiệm nguyên. Có nghiệm nguyên. Đây là một mệnh đề. Đây là mệnh đề. Đúng nào? Có nghiệm hay không có nghiệm thì chúng ta phải biết kiểm tra xem cái phương trình này có nghiệm hay không, bao nhiêu nghiệm và nó có nghiệm thuộc số nguyên hay không. Nếu có thì đây là mệnh đề đúng, còn nếu không có thì đây là mệnh đề sai. Vậy là nó cái câu khẳng định này có đúng hoặc là sai thôi, đúng không? Nên nó là mệnh đề. Là mệnh đề. Thứ hai, 5 nhỏ hơn 7 trừ 3, rõ ràng 7 trừ 3 bằng 4, 5 nhỏ hơn 4 là sai. Đây là một câu phát biểu sai. Nên nó là mệnh đề sai. Là một mệnh đề. Câu C là dạng câu hỏi rồi. Đây là dạng câu hỏi nên không phải là mệnh đề. Tại vì mình không biết được tính đúng sai của nó. Tương tự đây là cách xử lý khôn ngoan. Đây là câu cảm thán. Cũng không phải là mệnh đề. Vì chúng ta cũng không thể nào xác định tính đúng sai của nó ha. Chúng ta vào phần luyện tập 1. Để các em biết được cái mệnh đề câu A đúng hay sai á, thì chúng ta giải cái phương trình này ra bằng cách là các em bấm máy tính ra để tìm hai nghiệm của nó.
À, đây là phương trình bậc 2. Hoặc các em có thể giải theo cách nhẩm nghiệm. Rõ ràng A nó bằng 3, B nó bằng trừ 5 và C nó bằng 2. Đến đây chúng ta nhẩm nghiệm lấy A cộng B cộng C thì bằng 0. Vậy là A cộng B cộng C bằng 0 thì mình sẽ có hai nghiệm. Đó là một nghiệm x bằng 1 và một nghiệm x bằng C trên A. C là 2, A là 3. Vậy là có một nghiệm thuộc số nguyên, một nghiệm là thuộc số hữu tỉ. Do đó là nó phát biểu là có nghiệm nguyên, nên cái mệnh đề này là mệnh đề đúng ha. Tiếp tục chúng ta qua cái luyện tập số 1. Các em hãy thay dấu chấm hỏi bằng dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau. Các phát biểu sau này, thứ nhất là 13 là số nguyên tố. Thì đây là một câu khẳng định liên quan tới sự kiện trong toán học, đây là mệnh đề toán học. Nha, chỗ này thầy nhắc thêm, những cái câu phát biểu, những câu khẳng định liên quan đến một sự kiện trong toán học, hoặc là một phép toán, hoặc là một dấu hiệu chia hết vân vân. Tóm lại là những cái câu liên quan đến toán học thì người ta gọi là mệnh đề toán học. Đó. Còn những câu mà không phát biểu theo dạng toán học thì người ta gọi nó là mệnh đề. Ở đây chúng ta thấy 13 là số nguyên tố, đây là một mệnh đề đúng. À, là mệnh đề đúng. Tại sao các em biết đúng? Tại vì 13 nó chia hết cho 13 và 13 chia hết cho 1. Do đó là 13 này có hai ước tự nhiên. À, 13 chia hết cho 13 và 13 chia hết cho 1. Do đó là nó có hai ước thuộc số tự nhiên. Những cái số nào mà có hai ước tự nhiên á thì nó sẽ là số nguyên tố. À, 13 là số nguyên tố, là mình để đúng. Tiếp tục, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ của một tam giác thì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. Theo bất đẳng thức tam giác chúng ta được học ở lớp 7 đó. Thì tổng độ dài hai cạnh bất kỳ luôn luôn lớn hơn cạnh thứ ba. Giống như một đường thẳng và một đường cong, tất nhiên độ dài của đường cong nó phải dài hơn so với độ dài của đường thẳng. Do đó tổng hai cạnh bất kỳ của một tam giác sẽ luôn luôn lớn hơn cạnh thứ ba nha. Do đó đây là một phát biểu sai, nên nó thuộc mệnh đề sai. Còn lại câu hỏi, câu cảm thán thì chắc chắn nó không phải là mệnh đề. Tiếp theo chúng ta va tìm hiểu mệnh đề chứa biến. Các em xét một câu sau. Số n là một số tự nhiên. N chia hết cho 2. À, n chia cho 2. Bây giờ cái phát biểu này các em có thể xác định được tính đúng sai của nó hay không? Rõ ràng chúng ta không thể nào biết được số tự nhiên là số bao nhiêu. Do đó chúng ta không thể nào xác định được tính đúng sai của nó. Thấy không? Nên ban đầu nó chưa phải là một mệnh đề. Phát biểu này chưa phải là một mệnh đề. Tại vì chúng ta không thể nào xác định được tính đúng sai của nó do n là một số tự nhiên chưa biết. À, chưa xác định được nó là số mấy. Nên nó là một câu chưa xác định được tính đúng sai. Do đó nó chưa phải là một mệnh đề. Tuy nhiên nếu với mỗi giá trị n cụ thể các em thay vào đây này, thì chúng ta sẽ có được số đó có chia hết hay không. Do đó nó là được gọi là mệnh đề chứa biến. Đầu tiên thầy nói n là số tự nhiên, thì n là thuộc cái tập hợp số tự nhiên, mà số tự nhiên là những cái số 0, 1, 2, 3, vân vân. Thì rõ ràng trong tập hợp số này thì sẽ có những số chia hết cho 2 và có những số không chia hết cho 2. Do đó tùy vào giá trị cụ thể của n thì cái mệnh đề này đúng hoặc là sai. Do đó chúng ta sẽ có này. Với n bằng 5, ta được mệnh đề 5 chia hết cho 2. Đây là một câu khẳng định sai. Do đó nó là mệnh đề sai. Với n bằng 10, ta được mệnh đề 10 chia hết cho 2. Thì đây là một câu khẳng định đúng. Do đó đây là mệnh đề đúng. Vậy những cái mệnh đề này là mệnh đề đã cho này à, gọi là mệnh đề chứa biến. Do tùy vào giá trị của n thì nó có chia hết hay không. À, do đó nó là mệnh đề chứa biến nha các em. Vậy là n chia hết cho 2 là mệnh đề chứa biến nha, chứ không phải là mệnh đề. Các em phải lưu ý đây là mệnh đề chứa biến. Rồi, câu hỏi như sau. Xét câu x lớn hơn 5. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho ta nhận được mệnh đề đúng và mệnh đề sai. Thì đó là rõ ràng x là một số thực bất kỳ. X là một số thực bất kỳ. Thầy có thể cho bất kỳ một số thực nào. Đầu tiên thầy cho là cho n bằng cho x nhé. Cho x bằng 6 đi. Hoặc là bằng 6,5, bằng 7 gì đó tùy các em. Cho x bằng 6, đúng không? Thì ta được mệnh đề sau.
ta được mệnh đề là 6 lớn hơn 5. Rõ ràng cái phát biểu 6 lớn hơn 5 là một phát biểu đúng, đúng không? Nên ta được một mệnh đề đúng ha. À, đây là mệnh đề đúng. Đấy. Tiếp tục chúng ta cho x bằng 3,2 đi. Ta sẽ được một mệnh đề như sau, đó là 3,2. Chữ x này các em thay bằng số 3,2 vào thôi nha. Dấu lớn viết lại lớn hơn 5. Rõ ràng 3,2 sao lớn hơn 5 được đúng không em? Thì chắc chắn đây là mệnh đề sai. Được chưa nào? Đó. Rồi chúng ta qua phần số 2, mệnh đề phủ định. Hoạt động số 2 các em quan sát biển báo hình bên. Bạn Khoa nói rằng đây là biển báo dành cho người đi bộ. Nhưng bạn An lại không đồng ý với ý kiến của Khoa. Nghĩa là bạn An đưa ra một câu phát biểu là phủ định lại, ngược lại, phủ định lại của bạn Khoa. Đó. Do đó các em hãy phát biểu ý kiến của An dưới dạng mệnh đề. Bây giờ chúng ta hãy phát biểu ý kiến của bạn An dưới dạng mệnh đề. Thì bây giờ để phát biểu câu phủ định của bạn Khoa thì các em chỉ cần thêm vào trước chữ là này, là chức vị ngữ của nó là từ không. Vậy là phát biểu của bạn An như sau. An nói đây không phải, hoặc là không được, hay đây không phải là biển báo đường dành cho người đi bộ. Đấy, đó là chính là phát biểu của bạn An nói ngược lại với bạn Khoa. Vậy để phát biểu một mệnh đề phủ định của một mệnh đề B, giả sử thầy gọi cái mệnh đề của bạn An tên là mệnh đề B, viết trong cặp dấu như thế này. Xin lỗi, chỗ này nha. Là mệnh đề B nha. B. Đó, sau đó các em viết cái câu khẳng định này ra. Vậy là nếu mà để phủ định một mệnh đề B á, thì người ta thường thêm hoặc bớt cái từ không, có nghĩa là bỏ vào từ không hoặc là bớt cái từ không đi, hoặc là không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề B đó, thì ta được mệnh đề phủ định của mệnh đề B. Phủ định của mệnh đề B thì các em biết là B ngang, viết chữ B sau đó gạch ngang ở trên đầu này. Chúng ta viết chữ B xong viết gạch ngang trên đầu thì gọi là mệnh đề phủ định của B. Trong cái mệnh đề phủ định các em lưu ý, nếu cái mệnh đề B là đúng thì chắc chắn phủ định của nó phải là sai, chứ không thể nào hai cái đúng nha. Còn nếu B mà sai á thì phủ định của nó phải là đúng. Khi nào? Chưa? Đó, rất là dễ hình dung. Chúng ta xét ví dụ 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau. Mệnh đề B là 17 là số chính phương. Mệnh đề Q là hình hợp, không phải là hình lăng trụ. Rõ ràng đây là hai mệnh đề toán học đúng không? Bây giờ các em phát biểu phủ định này thì các em ghi như sau. Mệnh đề phủ định của B chính là B ngang, đúng không? 17 không phải là số nguyên tố. 17 không phải là số nguyên tố. Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là Q ngang. Hình hợp là hình lăng trụ. Ví dụ này không yêu cầu các em xác tính đúng sai, nhưng mà các em kiểm tra xem cái mệnh đề này đúng hay sai. 17 không phải là số chính phương là mệnh đề đúng. Đây là mệnh đề đúng. Tại sao các em biết đúng? Tại vì số chính phương là bình phương của các số tự nhiên liên tiếp như 0 bình, 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình, vân vân. Thì rõ ràng các em thấy rằng không có số nào bình phương lên bằng 17 cả. Đúng không? Thì 17 không phải là số chính phương, tại vì 16 mới là số chính phương, 9 là số chính phương, 2 là số chính phương. Do đó trong cái phạm vi này các em thấy rằng không có số nào số 17 cả, tại vì không có số nào bình phương lên bằng 17. Không có số nào bình phương lên bằng số 17 nên nó không phải là số chính phương. Mệnh đề này đúng. Vậy cái mệnh đề B này sẽ là mệnh đề sai. Đúng không? Mệnh đề sai. Tiếp tục về khái niệm về hình hợp, hình lăng trụ thì các em sẽ thấy khó hình dung hơn. Ở chương trình lớp 9 các em đã học. Hình lăng trụ á thì nó có rất là nhiều dạng hình lăng trụ ha. Chúng ta biết rằng hình lăng trụ, đúng không? Hình lăng trụ
Khái niệm của hình lăng trụ là gì? Hình lăng trụ là nó có hình lăng trụ tam giác, cũng có thể là hình lăng trụ tứ giác. Hình lăng trụ tứ giác thì mình sẽ học là có hình hộp, hình hộp hoặc là hình lập phương, đúng không? Do đó hình hộp thì được xem là hình lăng trụ, nhưng mà hình lăng trụ thì chưa chắc là hình hộp, tại vì hình lăng trụ có thể là hình lăng trụ tam giác. Do đó các em lưu ý, hình hộp là hình lăng trụ là hiển nhiên, tại vì hình hộp này nằm trong cái hình lăng trụ, đúng không? Hình hộp là hình lăng trụ, nhưng mà hình lăng trụ chưa chắc là hình hộp, tại vì hình lăng trụ có thể là hình lăng trụ tam giác, hình lập phương vân vân, ha. Do đó cái phát biểu hình hộp là hình lăng trụ á là đúng thì chắc chắn chỗ này phải là sai, đây là mệnh đề sai, đây là mệnh đề này đúng ha các em ha. Luyện tập số 2, phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của mệnh đề đó. Đầu tiên các em thấy mệnh đề B là 2022 chia hết cho 5, thì chúng ta có mệnh đề phủ định của B này là B ngang ha. Thầy không viết cái dòng này nha, thầy viết B ngang thôi. B ngang đó là 2022, chỗ này là kêu chia hết thì bây giờ mình thêm trước cái vị ngữ này chữ 0 vào. Là 2022 không chia hết. Không chia hết cho 5. Thì đây là mệnh đề đúng hay sai các em? Đây là mệnh đề đúng, đúng không? Tại vì những số mà chia hết cho 5 á, là những số có chữ số tận cùng là 0 và 5 ha. Giải thích là vì chữ số tận cùng, vì chữ số tận cùng khác 0 và 5 đấy, vì chữ số tận cùng khác 0 và 5 nên nó là mệnh đề đúng, nên nó không chia hết, đúng rồi. Mệnh đề quy là bất phương trình 2x cộng 1 lớn hơn 0 có nghiệm. Vì mình phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề quy chính là quy ngang, chẳng ngang. Vì các em sẽ ghi là bất phương trình 2x cộng 1 lớn hơn 0, nghĩa là không có nghiệm, thêm chữ 0 vào. Không có nghiệm nghĩa là vô nghiệm, các em có thể biết chỗ này vô nghiệm cũng được nha. Đấy. Bất phương trình 2x cộng 1 lớn hơn 0, không có nghiệm hoặc là vô nghiệm, tùy các em biết ha, thì chữ 0 đi. Không có nghiệm. Đấy. Hoặc là chúng ta viết vô nghiệm vào. Vậy cái mệnh đề đúng hay sai thì trước tiên các em kiểm tra xem các em giải bất phương trình này thử coi có nghiệm hay không. Không. Ta xét này. Ta có là 2x cộng 1 lớn hơn 0. Thì bất phương trình này tương đương, các em chuyển vế qua là 2x sẽ lớn hơn trừ 1. Tương đương x sẽ lớn hơn chia 2 cho 2 vế là trừ 1/2. Rõ ràng các em thấy không? X mà lớn hơn trừ 1/2 á thì có rất nhiều giá trị x, vô số giá trị x lớn một trừ 1/2, ví dụ như x bằng 0, x bằng 1, x bằng 2, x bằng 2.5, x bằng vân vân, có nghĩa là rất là nhiều số mà lớn hơn trừ 1/2. Do đó bất phương trình này luôn luôn có nghiệm, có rất nhiều nghiệm kìa, chứ không thể nào không có nghiệm được. Do đó cái mệnh đề phủ định là mệnh đề sai, đúng không? Đây là mệnh đề sai vì bất phương trình 2x cộng 1 lớn hơn 0 có rất nhiều nghiệm, hay là cái nghĩa là vô số nghiệm cũng được, có rất nhiều nghiệm, được chưa? Bất phương trình rất là nhiều nghiệm. Tiếp tục chúng ta qua câu vận dụng tiếp theo. Cho mình đề vi là châu Á là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới. Rõ ràng đây là một câu phát biểu đúng rồi, tại vì châu Á hiện tại là cái châu lục có diện tích đất đai lớn nhất thế giới ha. Bây giờ mình phát biểu phủ định của nó và xác định tính đúng sai. Rõ ràng cái mệnh đề quy chúng ta cũng đã biết được nó là mệnh đề đúng rồi, đúng không? Thì mệnh đề quy ngang và chắc chắn phải là sai. Bây giờ mình phát biểu phủ định nha. Vậy là phủ định là quy ngang là châu Á là châu lục, các em thấy chữ là này không? Vậy là trước chữ là này chúng ta thêm từ 0 vào.
Châu Á không là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới, đúng không? Mới là châu Á. Không là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới, được chưa? Đấy, chúng ta thêm chữ không vào thôi là được. Rồi, sau khi chúng ta đã nắm xong cái mệnh đề phủ định rồi, bây giờ chúng ta qua mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo. Mệnh đề kéo theo, hoạt động số 3, các em hãy tìm cặp từ quan hệ nào sau đây phù hợp với vị trí bị chia khúc trong câu ghép ở hình bên. Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông có thể bị xử phạt hành chính và xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Chúng ta sẽ chọn cái cặp từ nào? Chắc chắn các em chọn cặp từ A đúng không? Nếu sử dụng rượu bia, chứ không ai nói là tuy sử dụng rượu bia hết, đúng không? Nếu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc là xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Rồi. Hoạt động 4. Cho hai câu sau. Đây là một tam giác ABC vuông tại A. Mệnh đề B là tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Mệnh đề Q là tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Đây là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đây rõ ràng là định lý Pythagore chúng ta đã học rồi. Định lý Pythagore chúng ta đã học rồi đúng không các em? Vậy là cái mệnh đề là B và Q này, các em thấy không? Là nó có dạng là nếu tam giác ABC là tam giác vuông tại A thì tam giác ABC có AB bình cộng AC bình bằng BC bình. Đây rõ ràng là định lý ha. Nếu thì, đúng không? Vậy là cái mệnh đề nếu B mà thì có Q thì được gọi là mệnh đề kéo theo. Ví dụ là B suy ra Q, B suy ra Q hoặc là B kéo theo Q. Chưa? Đó là hai cách phát biểu nha. Hiện tại mình sẽ có bốn cách phát biểu B suy ra Q, nhưng mà bây giờ mình có hai cách phát biểu nè, đó là nếu B thì Q hoặc là B suy ra Q, B kéo theo Q ha. Tiếp theo ví dụ 3. Cho tứ giác ABCD xét hai câu sau. B là mệnh đề tứ giác ABCD có tổng hai góc đối diện bằng 180. Q là mệnh đề ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn. Bây giờ các em phải viết cái mệnh đề B suy ra Q ha. Cho biết tính đúng sai của nó. Thì các em chỉ cần thi từ nếu vào cái mệnh đề B và từ thì trước cái mệnh đề Q là xong ha. Và chúng ta viết như sau. Nếu tứ giác ABCD chúng ta sẽ ghi là B suy ra Q. Đấy. Khi chúng ta viết, như thế này nha, chấm hai chấm là chấm vào kép ra. Các em viết nếu vào, thêm từ nếu vào. Nếu tứ giác ABCD có tổng hai góc đối diện, có số đo hai góc đó thì bỏ bớt không sao đâu. Có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ. Chúng ta thêm cái thì vào này, thì đấy, nếu B thì Q. Thì Q thì ghi Q thì tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Được chưa các em? Đấy, chính là mệnh đề B suy ra Q. Bây giờ mình kiểm tra xem cái mệnh đề đúng hay sai thì các em nhìn vào cái tứ giác như thế này. Thì rõ ràng chúng ta xét hai cặp góc đối diện, đó là góc A và góc C. Rõ ràng góc A thì bằng là góc nội tiếp của đường tròn nên bằng 1/2 số đo cung BD, cung lớn BD. Còn góc C là góc nội tiếp đường tròn nên bằng 1/2 số đo cung nhỏ BD. Do đó khi mình cộng hai góc này lại chính là bằng số đo của một cả một vòng tròn chia 2. Mà số đo cung của một vòng tròn là 360 độ, sau đó các em chia 2 đi, chắc chắn là 180. Thì cái này chúng ta được học ở phần kiến thức hình học lớp 9 rồi đúng không các em? Về tứ giác nội tiếp rồi. À, vậy là đây là một phát biểu đúng ha. Đây là mệnh đề đúng các em. B suy ra Q là mệnh đề đúng. Khi mà nó đúng rồi á, thì mình coi như nó một định lý ha. B suy ra Q á, là một định lý. Khi mà B là định lý rồi thì chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất, B là giả thuyết. B, cái mệnh đề B á, được gọi là giả thuyết của định lý. Còn Q là kết luận của định lý đó. Hoặc là các em lưu ý là B chính là điều kiện đủ để có thằng Q. Và Q là điều kiện cần để có B. Nhớ nha.
B khi mà các em phát biểu theo điều kiện cần và đủ thì chúng ta nói B là điều kiện gì? Điều kiện đủ nha. Điều kiện đủ để có quy. Còn quy là điều kiện cần để có B. Nhiều lúc mình bị nhầm hai bên này, lúc thì bên này mình nói là điều kiện cần để có quy. Thì các em hay bị nhầm lẫn nha. Đủ để có quy, cần để có B. Chứ nào? Còn thằng B này là giả thuyết của định lý, còn quy này là kết luận của định lý. Nhớ nha, giả thuyết hay kết luận. Sau khi các em đã biết được mình để B sẽ là quy thì chúng ta sẽ phát biểu mình để đảo lại ha. Chúng ta xét hai câu sau. Mình để B là phương trình bậc 2 ái bình phương cộng B cộng C bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt, đây là phương trình bậc 2, tất nhiên là tối đa là hai nghiệm. Đúng không? Hai nghiệm phân biệt. Quy là mệnh đề phương trình bậc 2 ái bình phương cộng B cộng C bằng 0 có biệt thức delta bằng B bình trừ 4AC lớn hơn 0. Câu A phát biểu mệnh đề B sẽ là quy. B sẽ là quy thì các em chỉ cần thêm nếu vào trước mệnh đề B thôi. Vậy là chúng ta sẽ phải B sẽ là quy này. Viết ở đây nha. B suy ra quy là nếu B thì quy, nếu phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 có hai nghiệm phân biệt, nhớ là phân biệt nha, thì thêm được thì vào đấy, kéo thì quy thì phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 có delta lớn hơn 0. Đấy. Chưa nào? Đó là. Bây giờ mình phát biểu quy suy ra B. Vậy là các em đặt từ nếu vào trước mình đề quy. Vậy là nếu phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 có delta lớn hơn 0 thì phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt thì viết tắt nha. Đấy. Vấn đề ở đây mình chỉ cần thêm từ nếu và thì vào thôi, không có gì mà khó khăn cả. Rồi. Ở đây người ta không kêu mình xét đến đúng sai thì thôi. Chắc chắn là cái hai cái bình này đều đúng nha các em, tại vì phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm phân biệt thì chắc chắn phải delta phải lớn hơn 0. Đây là mệnh đề đúng. Ha, đây là mệnh đề đúng. Là mệnh đề đúng. Mệnh đề quy suy ra B là nếu phương trình AB bình phương cộng BX cộng C bằng 0 có delta lớn hơn 0 thì cái này có hai nghiệm phân biệt cũng là mệnh đề đúng luôn. Là mệnh đề đúng. Cái hoạt động số 5 này á, B suy ra quy là đúng thì quy suy ra B á, thì có thể đúng hoặc có thể sai nha các em, không phải nhất thiết nó phải đúng nha. Đó, đây là mệnh đề tiếp theo, mình sẽ tính đúng sai của từng cái mệnh đề, mình coi thử nó đúng hay sai thôi. Chứ không có thể nào B suy ra quy đúng thì dẫn đến quy suy ra B sai, hoặc là quy suy ra B đúng đâu nha. Tùy trường hợp, có thể đúng, có thể sai nha. Vậy là cách viết là quy suy ra B thì được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề B suy ra quy và ngược lại. Được chưa nào? Nhận xét này, mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng, mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết nó phải là đúng nha, có thể đúng, có thể sai. Ví dụ 4. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau. Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì tam giác ABC là tam giác cân. Và xác định ở đây chúng ta thấy rằng nếu này, từ nếu này, vậy là cái tam giác ABC là tam giác đều, đây là cái mệnh đề coi như là mệnh đề B đi. Nếu B thì quy, đây coi như là mệnh đề quy đi, đúng không? Vậy là nếu tam giác ABC là tam giác đều thì tam giác ABC chắc chắn là tam giác cân rồi. Thì đây là mệnh đề đúng rồi không em? Vậy là cái thằng B suy ra quy chỗ này á, là đúng rồi nè. Bây giờ mình kiểm tra xem mình đọc ngược lại thử đúng hay không. Mình đề đảo này, nếu tam giác ABC là tam giác cân, nghĩa là nếu quy này thì B này, nếu quy thì B này, thì B này. Ngược lại thôi. Vậy là cái mệnh đề là có dạng là quy suy ra B này. Đúng hay sai đây? Cân thì chưa chắc đều. Tại vì cân á, tam giác cân á, thì nó có rất là nhiều tam giác cân. Nhiều tam giác cân. Nghĩa là cân nó là nó, hai cạnh bên nó dài hoặc hai cạnh bên nó ngắn vân vân. Rất là nhiều tam giác cân. Và một trường hợp đặc biệt của tam giác cân là đều. Tam giác đều. Đều, nếu mà tam giác đều là một trường hợp đặc biệt của tam giác cân, tại vì nó có là một góc bằng 60 độ. Góc
60 độ, đây là trường hợp đặc biệt. Do đó đều thì nó đã là cân rồi, nhưng mà cân chưa chắc đều nha, cân chưa chắc đã đều, tại vì cân nó có thể có nhiều cái tam giác cân khác nhau. Vậy đây là một vấn đề sai nha, cân thì chưa chắc đã đều thì không thể nào nói tôi cân thì chắc chắn tôi đều được, đó là sai ha. Tiếp tục câu luyện tập số 3. Cho mình đề B là A và B là hai số chia hết cho C. Nghĩa là A chia cho C, B chia hết cho C. Quy là mình đề A cộng B. Nếu mà tổng A cộng B chia cho C. Thì giờ mình phát biểu cái định lý B chia ra quy nha. Đây chính là định lý B chia ra quy, là chắc chắn đây là một cái định lý đúng rồi, chúng ta được học ở lớp 6 này. Đây là kiến thức lớp 6 các em đã học. À, nếu hai số mà chia hết cho một số thì chắc chắn tổng hai số đó chia cho số đó, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phát biểu là nếu B thì quy thôi, à, B suy ra quy thì các em phát biểu là nếu B là nếu A và B chia hết cho C thì viết tắt một cái nha, à, chia cho C thêm từ thì vào thì A cộng B sẽ chia hết cho C. Đấy. Được chưa? Bây giờ mình nêu thằng nào giả thiết, chắc B mà suy ra quy thì B là giả thiết đúng không? À, mình để B là giả thiết. Vậy là B là giả thiết. Chưa? Quy là kết luận. Người ta kêu mình nêu luôn ha. Mình nêu luôn thì mình ghi là giả thiết này. Giả thiết là mệnh đề B. Giả thiết là mệnh đề B. Các em phát biểu là A và B chia hết cho C. Đó, chính là giả thiết. Tiếp tục kết luận. Kết luận là mệnh đề Q. Ha. A cộng B chia hết cho C. Đó. Được luôn. Tiếp theo các em phát biểu định lý này dưới dạng điều kiện cần và điều kiện đủ. Như thầy đã nói rồi, B mà suy ra Q thì B là điều kiện đủ để có Q. Q là điều kiện cần để có B, thì mình phát biểu là ví như sau. À, A và B, A và B chia hết cho C là điều kiện đủ. À, là điều kiện đủ để A cộng B chia hết cho C. Họ các em phát biểu ngược lại. A cộng B mà chia cho C là điều kiện cần để A và B chia cho C. Được chưa? Đấy. Ở câu B là các em hãy phát biểu mình đề đảo của mình đề B suy ra quy, rồi xác định tính đúng sai của mình đề đảo này. Bây giờ mình phát biểu B suy ra quy này. B suy ra quy mình thầy phát biểu rồi đúng không? À, mình đã đảo chứ, B suy ra quy. Vậy là mình đã đảo của B suy ra quy chính là quy suy ra B. Chưa? Rồi, chúng ta phát biểu như sau. Các em đặt từ nếu vào trước mình đề quy. Là nếu A cộng B mà chia cho C thì A và B chia cho C. Chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tính đúng sai nha. Thì đầu tiên cái này định lý đúng rồi, phát biểu B mà suy ra quy đúng rồi, tại vì một số A mà chia cho C và B mà chia cho C thì tổng lại chắc chắn chia cho C rồi. Bây giờ mình nếu mình đảo lại coi đúng hay sai. Chưa chắc đúng nha, này là mình đề sai. Mình đề sai. Vì sao? Vì nếu chúng ta cho A bằng 2, B bằng bằng 4 đi. Đúng không? Thì dẫn đến là chúng ta và C bằng 6 đi. Thì lúc này các em sẽ có là A cộng B á, là bằng 6. Thì tất nhiên nó chia hết cho 6 là đúng này. À, chia cho C là 6. Đúng ha. Với C bằng 6. Đúng này. À, nhưng A lại không chia hết cho 2, cho A lại không chia cho 6. Đúng không các em? B lại không chia cho 6. Đó. Do đó là không đúng ha. Tại vì thầy cho là cho giá trị cụ thể vào. Làm xét. Các em có thể cho thoải mái luôn.
hầu hết là không chia hết, đúng không? Không thỏa mãn. Còn trường hợp thỏa mãn khi mình cho a bằng 3 đi, b bằng 3 thì chia hết cho 3. Thì a bằng 3 3 chia cho 3, vậy là đúng, nhưng mà còn hầu hết cái trường hợp khác là không có chia hết. Rồi, sau khi các em đã nắm được cái mệnh đề đảo rồi, chúng ta qua cái mệnh đề tương đương. Hãy xác định tính đúng sai của mệnh đề sau. Mọi số tự nhiên chia hết cho 5 nếu có số có chỉ số tận cùng bằng số 0 và số 5. Là đúng đúng không? Tại vì những số nào mà chia cho 5 thì những số có chỉ số tận cùng là 0 hoặc 5. Ngược lại, nghĩa là những số mà có chỉ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Vậy cái chỗ này ngược lại chính là mệnh đề đảo này là vẫn đúng. Mệnh đề kéo theo đúng, mệnh đề đảo của nó cũng đúng. Do đó là mình nói hai mệnh đề này là hai mệnh đề tương đương. Giống như trường hợp trên, nếu mệnh đề các em kiểm tra xem cái hoạt động chúng ta vừa học hồi nãy đây. B suy ra quy này, nếu B mà suy ra quy là đúng. Và ngược lại, quy suy ra B cũng đúng. Thì rõ ràng B và V là hai mệnh đề tương đương. Đấy, ý là như vậy. Vậy là chúng ta sẽ phát biểu như sau đối với mệnh đề tương đương. Mệnh đề tương đương các em sẽ phát biểu có dạng là mọi số tự nhiên chia hết cho 5 nếu và chỉ nếu, nghĩa là mình thêm cụm từ nếu và chỉ nếu. Nếu và chỉ nếu số đó có chỉ số tổng cùng là 0 hoặc 5. Hoặc các em có thể nói là mọi số tự nhiên chia cho 5 tương đương, cái từ này giống từ tương đương. Hoặc là khi và chỉ khi. Nha. Đấy, đây. Thì gọi là mệnh đề tương đương. Ký hiệu B tương đương quy. Vậy là chúng ta biết rằng cái mệnh đề tương đương chúng ta có 4 cách phát biểu. Cách phát biểu thứ nhất là mệnh đề nếu và chỉ nếu. Thứ hai là tương đương. Thứ ba là khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi thường được dùng hơn. Đây, khi và chỉ khi. B khi và chỉ khi quy. Hoặc các em có thể phát biểu chung luôn. B là điều kiện cần, cũng là điều kiện đủ để có quy luôn. Hoặc các em có thể phát biểu quy là điều kiện cần, cũng là điều kiện đủ để có B luôn. Tại vì nó tương đương mà. Đấy, và chúng ta có thể đọc hai chiều. Đây, là cách phát biểu thứ hai, cách thứ ba và cách thứ tư. Bốn cách phát biểu nha các em nha. Ví dụ số 5, chúng ta cho hai mệnh đề B là tứ giác ABCD là hình vuông. Q là tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Thì khi mà các em hình dung đi, hai cái mệnh đề này có tương đương hay không thì các em nhẩm nhanh như thế này. ABCD là hình vuông thì chắc chắn hai đường chéo của nó phải vuông góc. Đúng không? Hai đường chéo vuông góc. Hình chữ nhật mà có hai đường chéo vuông góc thì nó trở thành hình vuông. Đúng không? Hình chữ nhật mà có hai đường chéo vuông góc thì tại vì sao? Hình chữ nhật á nó đã có hai cái đường chéo có độ dài bằng nhau rồi. Nếu mà hai đường chéo trở thành vuông góc nữa thì đã trở thành hình vuông, đúng không? Ví dụ thử có hình vuông này. Này bây giờ không có được vuông lắm nha, đây. Hai đường chéo của nó là vuông góc với nhau. Tại vì hình chữ nhật nó thỏa mãn hai đường chéo bằng nhau rồi, nhưng mà hai đường chéo mà vuông góc nữa thì trở thành hình vuông. Do đó là hai cái mệnh đề này là hai mệnh đề tương đương. Bây giờ mình sẽ phát biểu tính đúng sai của nó nè. Thì các em chỉ cần ghi thêm vào thôi là tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi. Đây, dùng từ khi và chỉ khi thêm vào thôi các em. Khi và chỉ khi hoặc là nếu và chỉ nếu cũng được. Nếu khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau. Và cái mệnh đề tương đương này là mệnh đề đúng, tại vì B suy ra quy nó đúng và V suy ra B cũng đúng luôn. Vậy là hai cái mệnh đề này tương đương với nhau. Được chưa? Chúng ta qua cái luyện tập số 4. Phát biểu điều kiện cần và đủ để số tự nhiên N chia hết cho 2. Số tự nhiên N mà chia hết cho 2 khi và chỉ khi chữ số tận cùng. Khi và chỉ khi số tự nhiên đó có chữ số tận cùng là các số chẵn như 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không? Tại vì số tự nhiên mà chia cho 2 là số đó phải có chữ số tận cùng là số chẵn. Đúng không? Vậy các em có thể phát biểu như sau. Số tự nhiên N chia hết cho 2. Số tự nhiên N mà chia hết cho 2. Khi và chỉ khi, hoặc là nếu và chỉ nếu, hoặc là điều kiện cần và điều kiện đủ. Ở đây dùng điều kiện cần và điều kiện đủ ha. Số tự nhiên N chia hết cho 2 là điều kiện cần và đủ. Là điều kiện cần và đủ để số tự nhiên N có
chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hoặc là các em ghi số chẵn cũng được ha. Đấy. Hoặc các em có thể đọc ngược lại. Số tự nhiên n mà có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là điều kiện cần và đủ để n chia hết cho 2. Tiếp tục đến với mục số 5 là mệnh đề chứa các ký hiệu với mọi và tồn tại. Các em lưu ý cách đọc ký hiệu với mọi là các em viết chữ A viết ngược như thế này. Đấy, là với mọi. Ký hiệu tồn tại các em viết như thế này. Em viết ngược. Đó là tồn tại. Ha. Có một câu phát biểu như sau. Mọi ha, mọi số thực đều có bình phương không âm. Bây giờ mình sẽ viết cái dạng ký hiệu. Ha. Chúng ta viết cái dạng ký hiệu của mệnh đề này như sau. Mệnh đề B là với mọi x thuộc R, nghĩa là với mọi x thuộc R, x là số tự nhiên, à, x là số thực nha, với mọi số thực. Khi mà người ta đọc là với mọi số thực thì các em ghi là với mọi x thuộc R, hoặc là với mọi y thuộc R, hoặc là với mọi t thuộc R, tùy các em. Được chưa? Nên lúc này chúng ta có là bình phương, x bình phương không âm. Không âm là lớn bằng 0 nha, không âm là lớn bằng 0. Còn mà dương thì lớn hơn 0 luôn ha. Câu như sau. Có một, các em dùng ký hiệu tồn tại này, có một số hữu tỉ mà bình phương của nó bằng 2. Đúng không? Là một mệnh đề có thể viết như sau. Quy tồn tại nghĩa là có một số hữu tỉ, số này mình đặt là số x đi. X thuộc số hữu tỉ. Bình phương của số x này bằng 2. Chứ nào? Đó. Vậy là câu hỏi người ta yêu cầu là xác định tính đúng sai của hai mệnh đề trên. Thì các em biết rằng cái mệnh đề đầu tiên là chắc chắn là đúng rồi. Tại vì á, bất kỳ một số thực nào bình phương lên đều lớn bằng 0. Tại vì một số bình phương đã không âm được. Đúng không các em? Ví dụ như các em cho x bằng một số âm 1 đi. Khi các em bình phương lên thì nó bằng 1 rồi. Còn x bằng 0 đi thì bình phương lên thì bằng 0. Thì nó cũng thỏa mãn bất phương trình này. Vậy là mọi số thực x mà bình phương lên thì không âm. Đây là mệnh đề đúng ha. Mệnh đề B đúng. Tiếp tục chỗ này. Quy đúng và sai. Có nghĩa là có một số hữu tỉ mà bình phương của nó bằng 2. Tất nhiên là mệnh đề sai rồi. Là mệnh đề sai. Tại vì sao? Thì các em biết rằng x bình á, mà bằng 2 á, thì các em tương đương với x nó bằng cộng trừ căn 2. Nghĩa là x chỉ có một cái số mà bình phương lên bằng 2, chính là số vô tỉ, đó là căn 2 hoặc là trừ căn 2. Căn 2 là số vô tỉ nha. Những cái số nào mà có dấu căn á, là đó là số vô tỉ, các em lưu ý nha. Số vô tỉ là số chúng ta không thể nào đưa nó về số hữu tỉ được, nghĩa là không bao giờ đưa nó về phân số được. Đây là căn 2, không thể nào đưa nó về số nguyên được. Do đó nó thuộc số vô tỉ là y. Nhưng mà căn 2 lại nó lại không thuộc số hữu tỉ. Do đó cái mệnh đề quy này là mệnh đề sai. Được chưa nào? Mệnh đề quy sai. Tại vì chỉ có số hữu tỉ, số vô tỉ bình phương nó bằng 2, còn số hữu tỉ là không có. Không có số hữu tỉ nào hết. Không có số hữu tỉ nào hết. Rồi, thì là số 5. Phát biểu rằng phía bạn bằng lời các mệnh đề sau và cho biết mệnh đề đúng hay sai. Các em phát biểu bằng lời nha. Mọi số thực ha, mọi số thực bình phương và một nhỏ bằng 0. Được chưa nào? Hay là không vượt quá 0 cũng được. Các em ghi là mọi số thực bình phương tổng, hay là ghi tổng bình phương cũng được, tổng bình phương của nó, tổng bình phương của nó và một là không vượt quá 0 hoặc là nhỏ bằng 0 cũng được. Nếu mà các em thấy khó viết chữ đó, đó nghĩa là không vượt quá số 0 à. Không lớn hơn 0 à, là khi nhỏ bằng 0 chắc vậy đó. Nhỏ hơn bằng 0. Đấy. Vậy nè, mọi số thực thì tổng bình phương của nó là 1, nhỏ hơn bằng 0. Giờ thì coi bây giờ các em kiểm tra xem cái mệnh đề đúng hay sai. Rõ ràng đây là mệnh đề sai rồi. Đây là một câu phát biểu sai. Tại sao các em biết như vậy? Tại vì chúng ta biết rằng á,
bình phương mà cộng một số, bình phương một số mà cộng một chắc chắn là lớn hơn không, nó lớn hơn không hẳn luôn. Tại vì chúng ta đã biết chỗ này x bình là lớn bằng không rồi, vì chúng ta biết rằng á, x bình là lớn bằng không rồi. Từ đó các em suy được là x bình cộng một và hai vế, x bình mà lớn bằng không mà cộng thêm một nữa chắc chắn nó phải lớn hơn không luôn, thì không thể nào nhỏ bằng không được. Do đó cái mệnh đề này là mệnh đề sai. Nó lớn không rồi sao nhỏ không được. Rồi dưới đây ta xét mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa ký hiệu với mọi và tồn tại. Mọi số tự nhiên nhân với một đều bằng chính nó. Bạn An phát biểu không đúng. Có một số tự nhiên nhân với một không bằng chính nó. Bây giờ mình sẽ biết cái mệnh đề trùng ký hiệu đây. Mọi mệnh đề B của bạn Khoa nói nè, mọi số tự nhiên n, mọi số tự nhiên n nhân với một bằng chính nó. Còn bạn An phát biểu phủ định lại là B ngang. Phủ định B ngang là tồn tại là có một số tự nhiên mà nhân với một không bằng chính nó là khác nè. Chưa? Vậy trong hai cái mệnh đề này chắc chắn có một mệnh đề đúng và mệnh đề sai, tại vì phủ định của nó, nếu B đúng thì B phải sai, B ngang phải sai, và B đúng, B sai thì B ngang phải đúng, đúng không? Vậy theo các em cái nào đúng cái nào sai? Chắc chắn là tất cả những số tự nhiên mà nhân với một thì bằng chính nó rồi, thì đây là mệnh đề đúng ha. Thì chắc chắn mệnh đề phải là sai. Chứ nào? Tiếp theo ví dụ 6. Viết cái mệnh đề phủ định của mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của nó. Mệnh đề B là gì? Có số thực mà bình phương của nó cộng 1 bằng 0. Thì các em kiểm tra xem có số thực nào bình phương cộng 1 bằng 0 hay không. Không, tại vì chúng ta đã lý giải là x bình cộng 1 lớn hơn 0 rồi thì không bao giờ xảy ra bằng 0 với một giá trị x nào đó được. Do đó cái mệnh đề này là mệnh đề sai rồi, đúng không? Đấy. Bây giờ phát biểu này. Chữ E là tồn tại nha. Tồn tại một số thực mà bình phương của nó cộng 1 bằng 0. Nó có đơn giản ha. Tồn tại một số thực bình phương của nó cộng 1 bằng 0. Dùng lời. Chưa? Bây giờ viết mệnh đề phủ định của nó là gì? Với mọi số thực x thì bình phương của nó cộng 1 khác không? Viết ngược lại phủ định của nó. Với mọi số thực x hay là mọi số thực x hay là mọi số thực bình phương của nó cộng 1 khác không? Nó viết cái này rõ ràng hết rồi. Thế nào? Do đó phủ định của nó sẽ là sai, tại vì mệnh đề này là sai rồi thì phủ định của nó đúng chứ, xin lỗi. Đây, phủ định nó đúng. Đây phủ định của nó viết như sau này. Vậy là các em sẽ đưa ra một cái cách là các em viết phủ định của mệnh đề có dùng ký hiệu á. Tồn tại phủ định của nó là với mọi. Dấu bằng phủ định của nó là dấu khác. Dấu có nghiệm thì phủ định của nó là vô nghiệm, không qua. Các em hãy hình dung phủ định. Rồi, điện tập số 6. Trong tiết học môn toán, Nam phát biểu rằng mọi số thực đều có bình phương khác 1. Mai phát biểu rằng có một số thực mà bình phương của nó bằng 1. Em hãy cho bạn nào phát biểu đúng. Mọi số thực bình phương mà khác 1 thì là đây là sai rồi, tại vì có một số mà bình phương lên, vì số 1 bình phương nó vẫn bằng 1 chứ nó không có khác 1. Đúng không? Còn những số còn lại bình phương lên sẽ khác 1. Còn một số nữa nha, trừ 1 bình phương 1. Tại vì số thực ở đây cũng có thể là số âm. Vậy là các em thấy không? Vậy có hai số luôn. Vậy không thể nào nó ghi là với mọi được, nên cái này là sai. Thì chắc chắn là bạn Mai phát biểu là đúng rồi, không cần phải phân tích, tại vì bạn phát biểu phủ định của bạn Nam mà, đúng không? Mình đúng. Chứ nào? Rồi bây giờ mình dùng ký hiệu mình viết nha. Mọi số thực là các em ghi ạ. X thuộc R. Nghĩa là với mọi x thuộc R. Đúng không? Thì bình phương của x là khác 1. Đó, thì đặt nó là mệnh đề B đi. Rồi, bạn Mai đặt mệnh đề M đi. Rồi, là ngược lại thôi, tồn tại số thực x sao cho bình phương của nó, chỗ này dấu khác nha, thì lúc này sẽ bằng 1. Thì đúng thôi, tại vì tồn tại đã có hai giá trị tồn tại này. Tồn tại chưa chắc là duy nhất, tồn tại có thể có 1, có 2, có 3, không văn. À, là tồn tại. Còn khi với mọi là phải tất cả những số mới thỏa mãn mới được. Đó, vậy là chúng ta đã học xong cái bài đầu tiên của chương số 1. Về phần hướng dẫn giải cho các em về bài tập thì thầy cũng đã làm trong kênh của thầy rồi. Mong rằng các em xem và ủng hộ thầy nhé. Cảm ơn các em theo dõi video. Thân mến chào các em nhé.